Xin kính chào quý cô chú ý chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là biểu chuyên bán phong lan rừng thầy cao bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú ý chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 9 tháng 1 năm 2021. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến nhiều những dòng hàng lan mới đẹp, nụ hoa Tết để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 10.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì được áp dụng cho cả 3 vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng báo giá đến cô chú anh chị những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở làm gì em đang có ạ. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị hôm nay em vừa một cập bến một cái lô trầm tím phải nói là siêu xinh luôn ạ hàng rất là ít những cái thân già toàn những cái thân hoa thôi thời điểm bây giờ thì em thấy là một số cây đã bắt đầu là sưng mắt nụ rồi đó một số cây đã, đã bắt đầu sưng mắt nụ rồi cô chú anh chị này hàng rất là đẹp luôn đó toàn bộ đều là những cái thân tơ như thế này cô chú anh chị nhé thoải mái cô chú anh chị à, được ngắm một mùa hoa xuân quá là rực rỡ luôn ạ. À. trầm tím hàng rất là dễ thuần dễ chăm thân nù và toàn những thân hoa rất là đẹp tuyệt vời như thế này em xin phép được bán với giá là một triệu cho 1 kg hàng trầm cực kỳ là đẹp này cô chú anh chị nhé không gãy dập toàn những cái thân hoa nói chung là rất là đẹp luôn ạ à. còn tiếp sang bên này đây là hoàng thảo môi tua hay còn có tên là hoàng long vĩ dòng hàng thời điểm bây giờ cũng đang bắt đầu một số cây sưng mắt nụ với giá em bán là 120.000 cho 1 kg cũng xanh mướt mắt và một cái lô chúc Phật bà phải nói là siêu siêu là đẹp luôn cô chú anh chị này chi chít là nụ một dòng hàng sẽ nở hoa vào thời điểm Tết, chuẩn Tết luôn mẹ cho cô chú anh chị mình ạ. Mang tính tâm linh rất là tuyệt vời và đặc biệt từ những cái thân của nó đã toát lên cái mùi hương ngai ngái rất là dễ chịu cho người thưởng thức. Không phải chỉ thơm từ thân hoa, thơm từ hoa mà còn thơm từ cái bản thân của những cái cây này thì nó đã thơm rồi đó và 1 kg trúc Phật bà này thì em xin phép được bán với giá là 460.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé chỉ cần một hai thân nở thôi cô chú anh chị đã có một cái giò lan quá đẹp để ngắm rồi là dòng hoàng thảo trúc Phật bà một dòng hàng hoa quá là tuyệt vời để cô chú anh chị có thể uh, chiêm ngưỡng và sưu tầm còn bên này cũng là hoàng thảo trúc Phật bà nhưng cây này nó bé hơn này bé hơn cô chú anh chị mình nhé Hiện tại một số cây đang bắt đầu lên mầm gốc rồi Đó, cái dòng bé hơn này thì em sẽ bán với giá là 420 Còn hàng cây lớn bên này thì em bán là 460.000 Cô chú anh chị muốn lấy loại nào cứ báo em ạ Còn bên này là Hoàng Thảo Chuỗi Ngọc Hoàng Thảo Chuỗi Ngọc bây giờ cũng đang nụ rất là xinh rồi đấy ạ Hoa thì rất là bền hoa luôn, cũng dễ thuần dễ chăm nhé Hoàng thảo chuỗi ngọc mùa đang xuống lá nên cô chú anh chị nhìn thấy là có những cái lá vàng không được đẹp mã đúng không ạ? Nhưng mà hàng đang nụ rất là tuyệt vời rồi. Em bán với giá 180 000 cho 1 kg hoàng thảo chuỗi ngọc. Và bên này đây là dòng lan ý thảo ba màu. Ý thảo ba màu thì cũng đang bắt đầu là nhú mắt nụ nhá cô chú anh chị nhá. Đây này. Đó, hứa hẹn cũng sẽ nở hoa Tết Năm nay thì thời tiết là năm nhuận Nên là em thấy là nhiều, rất là nhiều loại lan Có thể nở vào cái thời điểm Tết Ý thảo ba màu với giá là 160.000 cho 1kg Và bên này là lô vôi bắc Cô chú anh chị này Thân siêu nù và cực xinh luôn Vôi bắc ạ à. Đó, vôi bắc nhá Hoa tím lịm vô cùng luôn ạ à. Em bán với giá là 100, à, 250.000 cho 1kg Và bên này là em có dòng kiều vuông cánh trắng kiều vuông cánh trắng ạ. À. Em bán với giá là 200 200 000 cho 1 kg kiều vuông cánh trắng với bông hoa cánh trắng nào cái họng vàng. À, khi mà nắng lên thì phải nói đẹp lung linh luôn dòng kiều vuông cánh trắng này này. 200 200 000 cho 1 kg thôi nhé tiếp sang bên này đây thì hôm nay em cập bến cái lô hạc vị bắc nhé của chú anh chị hạc vị bắc thời điểm bây giờ là cây cũng một số cây cũng đang bắt đầu là sưng mắt nụ rồi và dòng hạc vĩ thì là cô chú anh chị biết rằng là thân nó nhỏ dễ thuần dễ chăm hạc vị bắc thì khi mà sổ hoa thì màu sắc hồng rất là đẹp hạc vị bắc em bán với giá là 180 000 cho 1 kg. Thân nhỏ nên là cũng không tránh khỏi hàng có thể bị gãy dập cái thân hoa nhé quý anh chị nhé Nhỏ về thì phần nào còn lại thì cô chú anh chị sẽ được ngắm hoa phần đó thôi. Đó, cũng đang bắt đầu sưng mắt nụ rồi 180.000 trong 1 kg Hạc vĩ ạ à. Này thì em vẫn còn có lô hạc vĩ thân nhỏ này Căng mướt luôn Cái hạc vĩ thân nhỏ này em bán với giá là 130.000 trong 1 kg Đó, em có hai dòng hạc vĩ nhé Hạc vĩ bắc với giá là 180 Và hạc vĩ này thân nhỏ Cũng rất là đẹp với giá chỉ có 130.000 trong 1 kg thôi Và tiếp sang bên này là Hoàng Thảo Ý Ngọc ạ. À. Ý Ngọc, Hoàng Thảo Ý Ngọc với giá là 180.000 cho 1kg Ý Ngọc nhé. Hiện tại cũng xuống hết lá hứa hẹn một mùa hoa rực rỡ Ý Ngọc thì hoa rất là sai. Còn bên này đây là em có cái dòng long tu đá tím. Cô chú anh chị thấy là một số cây cũng đã đang bắt đầu là nứt mắt nụ rồi. Long tu đá tím em bán với giá là 140.000 cho 1kg. Cũng có thể lẫn vài cây long tu đá trắng nhé. Còn bên này là dòng long tu xuân ạ. À. Hôm nay em cập bến rất nhiều những cái cây long tu xuân Long tu xuân dễ thuần dễ chăm hoa cực kỳ là sai Những thân long tu xuân rất là đều và đẹp như thế này Em bán là 220.000 cho 1kg long tu xuân ạ à. Còn bên này đây thì em có dòng lan vẩy rồng một dòng hàng có sức sống rất là mãnh liệt, những giả hành rất là to luôn. Vẩy rồng với giá em bán là 120.000 cho 1kg, những dề nhiều lá rất là đẹp luôn. Còn bên này em còn có một lô sơn thủy tiên, cho em chia hai lô đi. Đó, hai lô sơn thủy tiên này. Em bán thanh lý luôn. Mỗi một lô như vậy với giá là 60 000 nghìn cho một lô này. Đủ cho chú anh chị làm một giò to đẹp luôn. Còn đây là dòng lan hoàng thảo hoàng lạp ạ, à. rất là giống với cả sơn thủy tiên nhưng hoa nó sẽ cánh mỏng hơn so với sơn thủy tiên nhé Chỉ 120 000 nghìn cho một kg thôi, một số cây cũng đã sưng mắt nụ rồi. Và đây là lô hoàng phi hạt này. Hoàng phi hạt ạ. À. Thân căng mướt luôn rất là đẹp với giá em bán là 120.000 cho 1kg à, Một phần hoàng thảo tam bảo sắc duy nhất ạ Phần này em bán với giá là 60.000 cho toàn bộ lô này đi, rất là nhiều luôn Một phần đùi gà tròn, một phần đùi gà tròn, những cái cây này là nụ rất là to luôn rồi à, Cái lô đùi gà tròn này Ồ cây này nụ luôn rồi cô chú anh chị này Cái lô đùi gà tròn này em bán với giá là 60.000 cho lô đùi gà tròn này Bên này là có ít trồn tím trồn trắng này ờ, uh, tiên này Nói chung là lẫn lộn cái hàng này kiều vàng Một dề kiều vàng nữa Chỗ này thì hàng nó cũng có phần hơi héo Cô chú anh chị nhé cái Chỗ này em sẽ bán thanh lý 40.000 cho lô này Và ba lô ba lô hoàng nhạn ba lô hoàng nhạn này thì nó cũng hơi kém ạ Rất là nhiều cây luôn này Cô chú anh chị này cái Chỗ này những cây rất là xinh này Cây nhỏ nhưng rất là xinh Chỗ này cây to hơn rất là nhiều cây mỗi một lô như thế này em bán thanh lý nốt với giá chỉ có 80.000 cho một lô có 3 lô và tiếp theo ở đây là cái dòng đai châu Thái ạ dòng đai châu Thái hàng chậu nhựa cô chú anh chị nhìn thấy là cây không hề lỗi lá và hiện tại đã đang nhú rất nụ rất là đẹp luôn mỗi một cây sẽ nhú từ 1 cho đến 2 nụ cô chú anh chị này đó nhưng mà đa số là nhú một nụ thôi nên là em sẽ chỉ chốt hàng với một nụ cô chú anh chị nhé đây này cây từ 3 cặp lá trở lên Mỗi một cây là từ 3 cặp lá trở lên Cây khỏe và rất là đẹp là căng mướt luôn ạ Và một chậu trâu như thế này thì em xin phép được bán với giá chỉ 130.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. Ở đây em sẽ có tất cả là 5 màu sắc để cô chú anh chị có thể lựa chọn. Đó là màu bò sữa, màu cam, màu trắng, màu tím đốm và màu hồng ạ. Có tất cả là 5 màu cô chú anh chị nhé. Thoải mái cô chú anh chị mình chọn những cái màu đẹp nhất, ưng ý nhất ạ. Để mà cô chú anh chị chơi hoa hoa Tết này ạ. Và bên này sẽ là những cái cốc giả hạc di linh xuân Thân rất là nù luôn Cây này thì sang xuân này không biết là có thể ngắm hoa không Thân nù từ 15 cm trở lên Với giá chỉ 80.000 cho một chậu thôi ạ Và bên này là dòng lan cát lai A Dòng lan cát mini của chính chị nhé Với cái sắc hoa hồng dáng sinh rất là quyến rũ nói là dòng cát mini nhưng mà khi mà sổ hoa thì nó cũng rất là to. Cô chú anh chị nhìn cái sắc hoa của nó, cánh hồng, môi đỏ và cái họng vàng. Nói chung là một sự kết hợp rất là hoàn hảo của cái bông hoa này. Hàng này thì nó sẽ cho hoa quanh năm cô chú anh chị mình nhé. Sẽ cho hoa quanh năm ạ. À. Đây ạ những cái bông hoa đang hé hé nở này. Và cô chú anh chị cùng ngắm cho em một chậu cát mini này. Nó là cát mini nhưng bông hoa của nó sẽ to từ 4 cm. 3 4 cm trở lên cái bông hoa của nó nó sẽ cho cô chú anh chị mình hoa quanh năm và một chậu rất là nhiều giả hành nhiều tép như thế này cô chú anh chị này. Ở cây này đang nụ thì những cái cây con nó lên bắt đầu là sẽ trồi nụ tiếp nên là cô chú anh chị sẽ được thưởng thức hoa quanh năm nhé. Hàng thời điểm bây giờ là đều đang nụ. Với giá em bán chỉ 130 000 cho một chậu uh, cát mini màu sắc hồng giáng sinh, cực kỳ là quyến rũ, rất là đẹp. Rất là đẹp hoa. Hoa của nó thì cũng rất là thơm ạ. À. Và bên này đây là dòng điện lan Sato Đây là cái dòng lan mà loại A cô chú anh chị nhé Đây cô chú anh chị nhìn những cần hoa của nó rất là cao Và những cái bông hoa của nó rất là chắc và rất là khỏe luôn Chứ không có hiện tượng là bị thâm cái uh, thâm cái bông hoa Đó, nên là cô chú anh chị những cái chậu này về cô chú anh chị sẽ được thưởng thức một mùa Tết uh, được trưng những cái giò hoa Tết cực kỳ là rực rỡ cho Tết này cô chú anh chị nhé Độ bền là trên 2 tháng Và đây là màu sắc vàng mít rất là sáng rất là đẹp luôn cô chú anh chị này và một chậu uh, điện lan sato như thế này những cần hoa rất là cao một chậu có thể từ 5 cần hoa 6 cần hoa hoặc là 7 cần hoa những cái chậu mà có 5 cần hoa em xin phép bán với giá chỉ 460.000 cho một cần thôi và những chậu có 6 cần sẽ là 480 và những chậu có 7 cần sẽ là 500 cô chú anh chị nhé uh, chưa bao giờ cái giá của sato nó lại rẻ như thế này uh, giá mà em bán ở đây thì rất là sát với cái giá của cổ bọn em đã nhập rồi Uh, người ta bình thường người ta bán mỗi một cần hoa sẽ từ 100 000 trở lên ạ. Còn ở đây thì cô chú anh chị thấy là mọi năm thì đều thế. Năm nay thì giá nó đấy em bán cũng rất là nhẹ nhàng, cô chú anh chị có thể sưu tầm cho mình uh, một giò lan Tết thật là đẹp ạ. Còn bên này là cái dòng uh, địa lan cọp đỏ cô chú anh chị nhé Dòng địa lan không phải cọp đỏ mà là dòng đỏ ạ. Một cái dòng tượng trưng cho cái tài lộc và may mắn. Dòng địa lan cọp đỏ này thì nó có biên này lá của nó biên này cô chú anh chị này với sắc hoa đỏ thắm rất là đẹp ạ biên chóp cô chú anh chị nhé biên ở chóp lá và một chậu địa lan cọp đỏ như vậy nó sẽ có tất cả là bốn ngồng hoa em bán với giá là 300.000 trong một chậu địa lan cọp đỏ và bên này sẽ là những chậu địa lan quân tử cô chú anh chị mình nhá cái chậu địa lan quân tử một cái dòng mang ý nghĩa phong thủy rất là tuyệt vời ngoài ý nghĩa phong thủy rất là tuyệt vời thì nó có một cái tác dụng thực tế Uh, một cái tác dụng thực tế mà bất kỳ một uh, một gia đình nào cũng nên có cho nó có có cây này trong nhà đó là nó có thể giúp mình loại bỏ những cái chất khí độc hại trong không khí loại bỏ những cái tia sóng từ điện thoại hay từ tivi tạo cho cái không gian trong lành hơn của chú ý cô chú anh chị nhé cô chú anh chị có thể lên google để kiểm chứng những lời em nói và một chậu địa lan quân tử đẹp lá có thể trưng trong phòng khách rất là xinh như thế này còn có hoa rất là đẹp nữa em bán với giá là 100 à đâu chỉ có 70.000 cho một chậu thôi cô chú ý chị nhé 70.000 cho một chậu thôi ạ à. à, hoa của nó cũng rất là đẹp mà đẹp từ lá đến hoa giá thì cũng rất là nhẹ nhàng mà nhiều tác dụng tuyệt vời ạ à. và bên này đây sẽ là những cái chậu đen đô xuân cô chú anh chị ngắm cho em những cái chậu đen đô xuân rất là cao rất là đẹp mỗi một chậu như vậy thì cái chiều cao đây cô chú anh chị này em sẽ ngang tay đây ạ, chiều cao của nó là sẽ phải tầm khoảng tầm 50 cm. Khoảng tầm 50 cm cô chú anh chị nhá, đang nhú nụ này. Và một chậu như vậy thì nó sẽ có ít nhất là ba thân hoa ngắn dài đang nhú nụ rất là đẹp như thế này. Dòng đen đô xuân thì hoa cực kỳ là bền cũng sẽ nở hoa thời điểm Tết. Đang cũng đang lên mầm đây cô chú anh chị này, đang lên mầm gốc ạ. À? Và cũng đang nhú nụ này. Đó, rất là đẹp luôn. Và một chậu đen đô xuân như thế này một chậu thôi cho vào đổi sang một cái chậu khác trưng trong phòng khách thì cũng rất là tuyệt vời rồi ạ và một chậu đen đô xuân như vậy em bán với giá là 150.000 cho một chậu cô chú chị mình nhé 150.000 cho một chậu đen đô xuân hàng đang nụ rất là đẹp cây cao và rất là đẹp như thế này đó. Thì một chậu thì cây cao nhất nó khoảng tầm 50cm, 45 50 cm Nhưng mà trong chậu đó thì nó cũng sẽ có cây ngắn hơn chứ không có đồng đều hết cô chú anh chị nhé Cũng sẽ có cây ngắn cây dài ạ Và bên này đây sẽ là những cái chậu giả hạc pháp này Giả hạc pháp là bình thường cái dòng này sẽ nở hoa vào thời điểm Tết nhé Mỗi một chậu như vậy sẽ từ 5, 6, 7 thân tùy độ ngắn dài Thân thì rất là to luôn cô chú anh chị Hàng chuẩn ươm kỳ cho cô chú anh chị mình đi ạ Và một chậu giả hạc pháp năm từ 5, 6, 7 thân trở lên như thế này Em bán với giá là 160.000 cho một chậu 160.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé Đó 160.000 cho một chậu giả hạc pháp để cô chú anh chị ngắm hoa Tết hoa xuân này có 160 000 trong một chậu thôi. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái chậu thiên nga, chuẩn thiên nga nhé, chứ không phải là cát tum đâu ạ. À. Thiên nga thì khi mà sổ hoa thì bông hoa của nó, cánh của nó sẽ nhìn rất là khôn, rất là trang nhã và rất là đẹp ạ. À. Và ở đây là những cái đây, những cái chậu thiên nga này là chậu thiên nga nâu đỏ, cây rất là to. Hiện tại thì đang bắt đầu là chuẩn bị xuống lá và nứt nụ cho hoa cô chú anh chị nhé Mầm gốc cũng đang chuẩn bị lên ạ. À. Và một chậu thiên nga này cô chú anh chị này, to bằng cái cổ tay của em luôn. Ờ à, Hứa hẹn cô chú anh chị sẽ được chơi hoa trọn vẹn ạ à. Em bán với giá là 180.000 Cho một chậu thiên nga nâu đỏ nhé Còn đây là thiên nga đen, cây của nó sẽ nhỏ hơn Đang bắt đầu sưng mắt nụ đến nơi rồi Thiên nga màu màu đen Hay người ta còn gọi là ngọc chai đen Một dòng thiên nga rất là quý Em bán với giá là cũng 180.000 cho một chậu thôi Và bên này đây Là dòng địa lan cọp đỏ dòng địa lan cọp đỏ cái dòng hoa rủ rất là tự nhiên với cái bông hoa sắc hồng rất là tuyệt vời hoa này thì độ bền của nó sẽ có môi hồng rất là tuyệt vời luôn ạ cái độ bền của nó thì sẽ trên 2 tháng của chú anh chị nhé độ bền sẽ trên 2 tháng ạ nên là với những cái cây hoa như thế này thì thoải mái của chú anh chị mình tết vẫn được ngắm hoa bình thường ạ và một chậu địa lan cọp đỏ này thì ở đây em còn có những cái chậu mà nó chưa bung hoa những chậu này thì đã bung rồi này, bung hai thân rồi, còn một hoa chưa bung này cô chú anh chị này. Cong rất là tự nhiên ạ. Và em bán một chậu cọp đỏ có ba ngồng hoa như vậy với giá là 260 của chú anh chị nhá. 260 cho một chậu địa lan cọp đỏ. Và sang bên này đây sẽ là dòng vũ nữ. Uh, vũ nữ vàng mặt trời ạ. Vũ nữ vàng mặt trời hoàng dòng hoa cắt cành ạ. Với cái bông hoa sắc vàng. Rất là tươi như thế này này và cái khuôn bông hoa cũng rất là độc đáo dòng này thì cô chú anh chị thấy là hoa cắt cành để bán ạ nên là nó sẽ cho hoa quanh năm cô chú anh chị nhé hoa bền và có hương thơm rất là dễ trồng ạ hiện tại thì nó đang nụ rất là đẹp như thế này cô chú anh chị thấy ạ vòi nụ vươn rất là cao đúng không ạ dòng hoa cắt cành nhá rất là dễ trồng dễ chăm một chậu vũ nữ vàng mặt trời hàng đang nụ như thế này thì em xin phép bán với giá là 90.000 cho một chậu vũ nữ vàng mặt trời em có một chậu duy nhất dòng giả hạt chấp mỹ ạ Cây này thì uh, do em chuyển hàng vào nó bị gãy mất này, cô chú anh chị này. Hàng đang nụ rất là đẹp luôn, nó chuẩn mặt hoa nhé, giả hạt chớp Mỹ ạ, à, nụ rất là đẹp. Uh, cây này bình thường là người ta bán trên 300, thậm chí nơi khác bán đến 4 500 Chậu này thì nó cũng cắt, gãy cái đầu ngọn một xíu thôi, nên em sẽ để giá thanh lý là 200.000. 200.000 cho cô chú anh chị nào sưu tầm cây giả hạt chớp Mỹ này. Đấy, gãy cái đầu ngọn một xíu, chiều dài còn lại cũng phải tầm 70cm. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái chậu hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp và lá phát tài. Cô chú anh chị thấy là những cái cây hồ điệp lá biên này không chỉ biên vàng mà nó còn có cái sắc đỏ. Những cái cây có lá lộc đỏ rất là tuyệt vời nữa cô chú anh chị này rất là đẹp luôn ạ. À. Và cái dòng hồ điệp lá biên này thì khi mà sổ hoa thì sẽ là hoa cánh à, hoa của nó sẽ cánh tím hồng rất là đẹp như thế này nhá. Đây là một sự kết hợp rất là hoàn hảo của cái dòng hoa thân hoa và dòng dòng lá, gọi là đột biến của lá ạ. À. Và tất cả mỗi một chậu hồ điệp lá biên hay là hồ điệp lá phát tài đều có hai ngồng hoa cô chú chị này, đều có hai ngồng hoa để cô chú chị thưởng thức trong xuân này nhé cô chú chị nhá. Và một chậu như vậy em chỉ bán với giá là 80.000 cho 8 à, đâu nhỉ? Em bán là 80 000 cho một chậu cô chú anh chị nhá. 80 000 cho một chậu hồ điệp lá biên lá phát tài, hai ngồng hoa rất là đẹp như thế này. Cây này nếu như là nó đang sổ hoa rồi ạ, em thấy người ta bán giá thanh lý cũng lên đến 150 000 nhé. Chậu rất là to luôn. Chậu to và rất là đẹp, có hai ngồng hoa cô chú anh chị này. Chỉ có 85 000 cho một chậu hồ điệp lá biên lá phát tài thôi. Còn tiếp sang bên này đây sẽ là những cái chậu trầm rồng đỏ nhá. Trầm rồng đỏ thì uh, em không giới thiệu nhiều chắc cô chú anh chị cũng đã biết cái dòng hoa với cái sắc đỏ thắm rất là tuyệt vời rồi, hàng cây đang nhú nụ rồi cô chú anh chị này Đây ạ, chầm rồng đỏ này. Đây, chậu này. Đây, cô chú anh chị thấy là cây này đang nhú nụ như thế này rồi đấy ạ. Đó. Trầm dòng đỏ, một chậu này có hai thân ạ. À. Em gọi đây là hình số 1. Hai thân trầm hỗn rồng đỏ để cô chú anh chị trưng tết nhá. Đã nói là trầm thì hoa cực thơm rồi ạ. À. Chậu trầm dòng đỏ này em bán với giá là 400 000 chậu hai thân ạ. À. Và chậu tiếp theo là chậu số 2. Chậu số 2 với giá là 560.000 Cho chậu này có 3 thân Bây giờ cũng đang xuống lá để nứt Có những cây là đều đã, đã nứt nụ hết rồi Đó Tiếp theo là chậu số 3 Chậu này cũng 2 thân ạ à. Chậu này cũng 2 thân Em bán chậu này với giá là 400.000 Cũng 400.000 Chậu tiếp theo là chậu số 4 Chậu số 4 này có 3 thân Nụ đang nứt rất là nhiều luôn Đây cô chuyện chị này Đó Hàng này cô chú anh chị chơi là không bao giờ sợ lỗ luôn Rất là kinh tế luôn Bởi vì cô chú anh chị biết là uh, chơi xong rồi thì mình có thể nhân giống rất là dễ dàng Rất là dễ thuần cô chú anh chị ạ Mà chưa bao giờ hết giá trị Chậu này em bán với giá cũng 560 Chậu này ba thân nhé cô chú anh chị nhé Tiếp theo là chậu số 5 Chậu số 5 này có đến 5 thân luôn ạ Chậu này có đến 5 thân luôn cô chú anh chị mình này đó, lá thì hơi te tua bởi vì bây giờ đang bắt đầu lạc lá còn lá mất Dụng để mà xuống lá đây Nụ này cô chú anh chị này Đó, chậu này em bán với giá là 820.000 Cô chú anh chị nào mà sở hữu cái chậu này thì khi mà sổ hoa thì sẽ cực kỳ là đỉnh luôn Chậu tiếp theo, ba thân, bốn thân cực khủng cô chú anh chị này Đó, cô chú anh chị thấy nhìn hàng bên em thì cô chú anh chị thấy là Hàng trồng tự nhiên không phải nhà kính Nên là cây nó rất là mập luôn ạ à. Rất là mập luôn như thế này cô chú anh chị nhé Chậu này em có chậu số 6 có 4 thân với giá là 780 000 Và chậu số 7. Chậu số 7 này cũng 4 thân này. 4 thân này cũng đang bắt đầu bắn nụ hết rồi đây cô chú anh chị này. Đây ạ. Đấy nhỉ. Đó, đang nhú nụ rồi. Chậu này em cũng bán 760, chậu 4 thân ạ, à, 760 là chậu số 8 à chậu số 7 ạ, à, chậu số 8. Chậu số 8 này là ba thân, Nhú nụ chi chít là nụ luôn rồi. Chậu này em xin phép được bán với giá 560 ạ. À. Còn đây sẽ là chậu số 9 đây cô chú anh chị, cũng chi chít bắt đầu sưng hết những cái nụ lên như này, chậu số 9 này có ba thân ạ. À. Và chậu số 9 này em bán 550 000 Bình thường là trầm dòng đỏ thường là rẻ nhất là thân 200 rồi đó, thì bây giờ thì giá của nó chưa đến 200 một thân thì cô chú anh chị đã thấy là cực rẻ luôn. Hình tiếp theo hình số 10 với giá 400 000 cho hai thân rất là cao đẹp cũng đang nhú nụ. Đó, hai thân nhé cô chú anh chị nhé Chậu tiếp theo là chậu số 11 ạ. À. Đây chậu số 11 này, cô chú anh chị này. Chậu số 11 này thì em có 3 thân. Cũng đang nhú nụ, Chậu này em bán với giá là 550.000 cho chậu số 11 Và tiếp sang bên này đây là dòng trầm trắng hay còn gọi là trầm bạch tuyết Hàng này thì là chuẩn ươm ki đây, mầm gốc đang lên này Và cũng đang nhú nụ xanh len lét như thế này cô chú anh chị nhé Cho cô chú anh chị nào thích màu trắng thanh khiết và mùi hương thơm tuyệt vời ạ Em có cái chậu này này, một cái dòng hàng uh, rất là đáng sưu tầm Em có hình số 12 với giá em bán 300.000 thôi Chậu này có tất cả là 5 thân ngắn dài cái này cô chú anh chị về dựng nó lên ạ à. Dùng que cố định dựng nó lên Khi mà sổ hoa thì cực kỳ là đẹp luôn Cô chú anh chị mình nhá Rất là đẹp ạ à. Chậu tiếp theo này là chậu số 13 Chậu số 13 này có 2, 4, 5, 6, 7 thân luôn đi Hình này em bán 330.000 Chậu số 14 100, à đâu Chậu số 14 này cũng 280.000 Rồi, 4 thân rất là đều 4 thân rất là đều luôn ạ à. à chậu này em bán 330 chứ Hình số 14, 330 nhé của chú anh chị nhé bốn thân rất là to, đều đẹp luôn như thế này Chậu tiếp theo là chậu số 15 Chậu số 15 này cũng với giá là 320.000 ạ à. Chậu trầm trắng số 16 này 330.000 cho chậu này cũng 4 năm thân à. Đang nhú nụ hết rồi cô chú anh chị nhé Hình số 17 Đây này, hình này thì chuẩn bị phân nụ đến nơi rồi ạ à. Đó, xanh lét luôn cô chú anh chị này Rất là chuẩn hoa luôn Chậu hình số 17, 320 ạ à chậu số 18 330.000 cho chậu số 18 bốn thân rất là đẹp và chậu số 19 280.000 cho chậu này cũng là bốn thân chậu tiếp theo là chậu số 20 chậu số 20 này có 5 thân ngắn dài luôn cô chú chị nhé tất cả những cây này đều đang nhú nụ hết rồi 28 ạ à. và chậu số 21 em bán với giá là 330 21 330 chậu này có bốn thân và bên này sẽ là hình hài hương cho cô chú anh chị sưu tầm nhé Một trong ít những cái dòng lan hài có hương vừa thơm ạ Bông hoa to rất là đẹp bền hoa Hình 22 một dòng hài rất đáng sưu tầm ạ Em có hình số 22 9 cây hài này với giá chỉ 150.000 Hình tiếp theo hình số 23 Hình số 23 này em có 3 cây hài với giá 150.000 nhé Và hình số 24 nguyên một dề luôn ạ Bản lá rất là to căng mướt cực đẹp như thế này Dề này em bán 180 của chú anh chị này Còn một dề duy nhất này thôi nhé hàng dê thì về cho vua chúng chị rất là dễ trồng luôn hình tiếp theo hình số 25 hình này có 45 cây gì đó thì em bán 150.000 và một cái hình tiếp theo là hình số 26 Hoàng Phi Hạc đang nhú nụ hình 26 Hoàng Phi Hạc thân căng rất là to luôn đó, đây có cây đang nhú nụ này cái hình này thì em bán với giá đang nhú nụ hoặc là đang sưng nụ ạ cái hình này em bán với giá chỉ 160 000 thôi. Đó, về cô chú anh chị ghép còn khó luôn ạ. À. Hình tiếp theo là hình số 27 ạ, à, cũng 160 thôi cô chú anh chị này. Cũng đang nhú nụ rồi đấy ạ. À. Có cây đang nhú nụ rồi, có cây thì đang sưng mắt nụ thôi cô chú anh chị nhá. Đây này, cây này cũng đang nhú nụ này. Đó, một dòng hàng dễ thuần dễ chăm, hoa rất là bền. Đó, về cô chú anh chị ghép còn khó, hình này cũng chỉ 160 nhá. Di Linh Xuân Lai Trầm Rồng Đỏ Một sự kết hợp hoàn hảo giữa dòng Trầm Rồng Đỏ và Di Linh Xuân nhé Bông hoa có thể sổ ra Di Linh Xuân và cái sắc thắm đỏ của dòng Trầm Rồng Tạo ra một cái giò lan có mặt hoa rất là đẹp Có hương thơm, quyến rũ Hình số 28, em bán 180.000 cho giò Di Linh Xuân Lai Trầm Rồng Đỏ này Hình tiếp theo là hình số 29, chỉ 180.000 thôi ạ Và hình số 30 với giá 200.000 cho chậu này. Hình số 21 với giá 108 ạ. À. Hình số 22. 22 với giá là 200.000 cho hai thân rất là cao đẹp này. Và hình số 20 hình số 33, hình số 32 là 200.000. Hình số 33 là phi điệp cánh viền. Một giò phi điệp cánh viền hàng đang nụ, nhưng mà hàng này thì nụ nó lớn. Đấy, cô chú anh chị nhiều cô chú anh chị cứ thích là hàng nụ, uh, nụ lớn ấy thì về nó rất là dễ hỏng khi mà vận chuyển nhá. Như cây này thì giò này có ba vòi ba cái thân hoa cao và rất là đẹp. Chiều dài 7 80 cm luôn em bán giò này với giá 300 000 nghìn Mối chậu phi điệp cũng là phi điệp cánh viền này, cô chú anh chị này. Đó, cánh viền của nó viền của nó đậm hơn cô chú anh chị nhé Thì cái chậu này em bán 150 000 nghìn ạ, là chậu số 34. Và sang bên này thì sẽ là dòng giả hạc hồng ngọc. Mặt bông của giả hạc hồng ngọc đây cô chú anh chị nhé Hiện tại một số cây cũng đã bắt đầu là sưng mắt nụ rồi, chuẩn hoa Tết cái khuôn bông hoa cánh bầu màu sắc hồng ngọc họng đỏ rất là đẹp như thế này đó cô chú anh chị cùng ngắm và thẩm ạ hoa thì cũng rất là thơm chuẩn gương ki cô chú anh chị mình nhé em có hình số 35 với giá 200 năm ạ có ba thân rất là cao dài đẹp như thế này và hình số 36 cũng 250 nghìn thôi đó 250 nghìn thôi dài đẹp miên man như thế này nhá khi mà sổ hoa thì chỉ cần một nhánh nở thôi cô chú anh chị đã ngắm thấy thật thực sự rất là thích rồi ạ và hình tiếp theo Hình số 37 4 thân này Chậu này em bán 280 Hình 38 280.000 cho chậu này 3 thân Và hình số 29 này Hình số 29 đây cô chú anh chị mình này 4 thân ạ à. Gãy một cây bị gãy đầu kia một xíu đây cô chú anh chị thì này em bán 250 Hình số Hình tiếp theo hình 40 280 cho chậu này 280 cho chậu này ạ à. Chậu này có 4 thân cô chú anh chị nhé Đã nhú nụ rồi Đã nhú nụ ở đây rồi này Cây này đã nhú nụ rồi này Đâu nhỉ Đây ạ Và hình tiếp theo là hình số 41 Chậu này với giá là 260 anh chị cùng ngắm lại Thân trầm rồng đỏ cho em Nứt nụ rất là đẹp Sang bên này sẽ là hình số Hình số 42, 150.000 cho hình đuôi cáo 15 cây Đó, tính vào mỗi cây có 10.000 và không gãy ngọn cô chú anh chị nhé Tiếp theo là hình số 43 Hình này em bán 150.000 có tất cả cũng 9 cây 9 cây Hình số 44, 6 cây cáo này với giá 150.000 Bây giờ cô chú anh chị về ghép sang xuân là sẽ lên rất là đẹp luôn Ờ, hiện tại là cũng cách uh, Tết không còn xa đâu ạ Và sang xuân là sẽ bắt đầu là nhú nụ luôn cô chính chị nhé Hình số 15 uh, có 11 cây 150 000 thôi ạ. À. Hình số 46, hình số 45 là 11 cây 150. Hình số 46, 8 cây 160. Hình số 47, 8 cây 170 ạ. À. Cây lá tím là xếp rất là đẹp đây. Hình tiếp theo hình số 48, 10 cây 170. Hình số 49 có 9 cây cũng 170 ạ. À. Cây có những cây lá xếp cũng rất là xinh đấy ạ. À. Hình tiếp theo, hình số 50, 8 cây 160. Cô chú anh chị thấy à? cây rất là khỏe khoắn rất là đẹp như thế này hình tiếp theo là hình số 51 có 5 cây rất là to hình này em bán 106 hình số 52 với giá 106 có 7 cây 7 cây cáo không gãy ngọn của chính chị nhá Ngoài ra thì em có thêm rất là nhiều những cái chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan này Hùng Nguyễn này 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp nhé Rồi keo liền da mỹ tiến với giá 40.000 cho một lọ này à, uh, liền da sẹo đen 50.000 cho một lọ siêu da dễ n3m 30.000 cho một lọ b12 à b1 thái 40.000 cho một lọ b12 giải độc cho cây với giá chỉ 30.000 cho một lọ này ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát ba loại phân bón lá đồng giá 30.000 cho một lọ uh, nó dành cho ba giai đoạn phát triển của cây ạ và phân bón dạng túi lọc một hộp với 20 túi lọc bên trong cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng trong tất cả mọi giai đoạn phát triển, kích thích ra rễ cực mạnh với giá 35.000 cho một hộp như thế này. Ờ uh, Kinkin Boom, đặc trị thối nhũn, 25.000 cho một gói và bả sem 20 000 cho một gói. Atonic 10.000 cho một gói. Đây, Atonic 10.000 cho một gói, thuốc trị đệp và các loại sâu gây hại cho cây trồng với giá 20.000 cho một gói. Và duy đỏ 60.000 cho một ống Duy xanh 50.000 cho một ống Dưỡng chất AB Dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ Dưỡng chất AB của Ngọc Linh với giá 75.000 cho một lọ Em có thêm cái dây thít này Một bọc to đùng như vậy với giá là 60.000 cho một bọc này Em có vỏ thông phân dê đồng giá 20.000 cho 1 kg à, Và có có thêm than gỗ nghiến cũng với giá là 10.000 cho một à, 20.000 trong 1 kg. Và em có cái sản phẩm đó chính là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng rất nhiều những cái tác dụng dược liệu tuyệt vời. Giảm đau rất là hiệu quả, nhiều tác dụng lắm của chú anh chị ạ. À, cái mùi hương sẽ tạo cho cô chú anh chị cảm giác thư giãn an thần, thần và giúp uh, lọc sạch và um, uh, giúp cho cô chú anh chị mình uh, um, có thể duyệt diệt khuẩn và lọc sạch không khí ạ. Uh, một lọ như vậy thì em có dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt đồng giá là 30.000 cho một lọ Cô chú anh chị có thể lên Google search để biết cái tác dụng rất là tuyệt vời của dòng tinh dầu hồi này 40.000 cho một lọ tinh dầu hồi cô chú anh chị nhé Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị mặt hàng hôm nay bên em đang có Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip bên cơ sở đa dừng như em ạ Và em xin